Phân tích âm đến đánh vần tiếng Anh. Xin chào tất cả các bạn, mình là Hà. Ngày hôm nay Hà làm video này với mục đích chia sẻ cho tất cả các bạn cách chúng ta phân tích âm để có thể đánh vần tiếng Anh dễ dàng giống như tiếng Việt. Đây là những quy luật rất dễ hiểu và đơn giản, bất cứ ai cũng có thể hiểu trong những lần đọc đầu tiên. Và thật sự là nó đã giúp cho rất nhiều các bậc phụ huynh đã có thể dạy con của mình trong việc học tiếng Anh. Bây giờ thì Hà sẽ lấy một ví dụ để cho các bạn dễ hình dung hơn nhé. Ví dụ như là từ cat, con mèo ở trong tiếng Anh, cách đọc chuẩn của người bản xứ sẽ là cat. Còn cách mà người Việt chúng ta hay đọc là cat cat, đúng không nào? Vậy thì bây giờ Hà sẽ chỉ ra cái điểm khác nhau giữa cách đánh vần ở trong tiếng Anh và tiếng Việt để các bạn thấy cái sự khác biệt giữa âm trong tiếng Anh và tiếng Việt như thế nào nhé. Ví dụ hai từ này, chữ viết thì giống hệt nhau nhưng khi mà phiên âm ra thì chúng ta sẽ thấy từ cat được phiên âm là k-a-t, cat. Chúng ta sẽ có âm k đứng ở đầu. Đây là âm bật hơi và âm vô thanh. Đây là các cách đọc chuẩn của người bản ngữ. Còn cách mà người Việt chúng ta hay đọc là chúng ta hay đọc âm này tạo ra âm thanh. Giống như âm cờ trong tiếng Việt, chúng ta sẽ đọc là cờ 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 mà không có động bật hơi, và chúng ta sử dụng thanh quản của mình tạo nên âm thanh cờ, đúng không nào? Âm thứ hai, âm ẻ ẻ là một âm e bẹt ở trong tiếng Anh, là sự kết hợp giữa âm a và âm e. Chúng ta sẽ không đọc giống như âm e ở trong tiếng Việt là e e, mà chúng ta sẽ đọc là ẻ ẻ ẻ ẻ. Tiếp theo âm t, đứng ở cuối cùng, đây là âm vô thanh và âm bật hơi. Khi mà đọc thì người bản xứ sẽ đọc là t, t, t. Nó sẽ không tạo ra âm thanh tờ tờ giống như ở trong tiếng Việt mà chúng ta vẫn hay đọc. Vậy thì cách đọc hoàn chỉnh âm này, từ này của người bản ngữ sẽ là k, e, t, cat, k, e, t, cat. Còn cách mà người Việt chúng ta hay đọc là e, t, s, k, s, cat, sacket. Các bạn có thấy là hai cách đọc này hoàn toàn khác nhau hay không? Cách đọc người bản xứ là cat, cách đọc người Việt là cat. Vậy thì các bạn có thấy sự khác nhau giữa cách phát âm của người bản ngữ và cách phát âm của người Việt không ạ? Đấy chính là lý do mà chúng ta học tiếng Anh rất nhiều năm mà chúng ta vẫn không thể nào phát âm chuẩn được, là do chúng ta chưa bao giờ học đánh vần tiếng Anh theo bảng phiên âm quốc tế IPA. Đó chính là lý do mà chúng ta phát âm sai. Khi mà chúng ta phát âm sai thì chúng ta không thể nào mà giao tiếp được, chúng ta không tự tin trong giao tiếp, chúng ta không thể nào nghe được. Đó là lý do mà trong suốt 12 năm học chúng ta vẫn không thể nào biết được bản chất của việc học tiếng Anh. Một khi mà các bạn biết được bản chất của việc học tiếng Anh thì việc học tiếng Anh sẽ trở nên rất dễ dàng. Qua video này thì Hà muốn gửi đến thông điệp cho tất cả các bạn là tất cả chúng ta đều có cơ hội để có thể học tiếng Anh lại từ đầu như nhau, để có thể đồng hành cùng với con trong việc dạy tiếng Anh, học tiếng Anh cùng với con, để giúp các con mở ra tương lai tươi sáng cho tất cả các con. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe video của mình ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại.